Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Gì? Ui, đối phương đã phản đòn. Buông ra coi, anh làm gì vậy? Anh nghĩ là anh làm vậy là em sẽ siêu lòng hả? Xin lỗi anh nha, nằm mơ đi. Buông anh. Ai mi nữa nè, từ nay về sau á, bà ra đường nhớ cẩn thận nha. Ủa sao vậy? Trời, hồi nãy tôi đi siêu thị á, nghe người ta nói á, trong khu phố mình xuất hiện một tên biến thái á, ghê lắm á. Ôi. Cái gì vậy em, có làm quá không vậy? Mà cái nhà ăn cơm. Thì ghê quá. Thôi ăn cơm. Ăn cơm nhớ đi. Cẩn thận ấy nha. Biết rồi. Ăn cơm đi mọi người. Mọi người ơi. Như cơm bị thiêu á. Đúng rồi, sao. Ủa sao nhức nhợt khi ghê quá vậy? Trời giấc. Ôi cơm thiêu đúng rồi nè. Kỳ vậy. Nhìn ngon nhưng mà ăn vô thiêu. Khó chịu chứ. Cái chỗ nào bán cái này vậy? Phải gọi điện bán vốn mới được. Bán như vậy người ta ăn vô ảnh hưởng sức khỏe rồi sao? Đưa điện thoại đi. Dạ, con hiểu rồi bác. Dạ, không sao đâu bác. Dạ, vậy thôi bác, chỉ dình sức khỏe nha bác. Dạ, con cảm ơn ạ. Sao rồi anh? Người ta nói sao vậy? Bà chủ quán nói bà bị bệnh, cho nên là bị sơ suất. Mong mình thứ lỗi. Rồi sao nữa? Thì đó, bà bị bệnh mà làm sao trách được bà. Nói vậy mà anh cũng tin liền được á hả? Bộ bị bệnh là có quyền làm ăn tất trách gì cho khách hàng hay sao? Được, em nói chuyện. Dạ alo. Dạ đúng rồi ạ. Dạ đúng rồi, tụi con vừa mới mua cơm từ chỗ cô ạ. Cô ơi, con muốn nói là mình là cùng ở chung với nhau một khu phố thì tụi con mua ăn ủng hộ thôi ạ. Con biết là hôm nay cô bệnh rồi, nhưng mà nếu mà cô bệnh thì cô có thể giao cái công việc của cô cho người khác. Chứ làm sao mà hả, khách hàng tụi con ăn uống như vậy rồi cô làm cơm thiêu, rồi tụi con ăn ảnh hưởng sức khỏe của tụi con rồi sao hả cô? Dạ. Dạ, con biết rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Người ta nói sao vậy? Xong rồi đó. Cổ nói là bên cổ bây giờ sẽ chịu trách nhiệm bằng cách là nấu lại hoàn toàn một bữa ăn mới. Đặc biệt là còn tặng cho mình thêm một nồi canh lá giang nữa. Ôi. Giỏi quá hả? Mà phản ánh cái được liền à. Đúng rồi, có chuyện gì mà mình phải phản ánh liền chứ. Giỏi quá ta, đúng là My 96 phản ánh mà. Tất nhiên rồi, My phản ánh. Ánh. Mọi người. Đi đâu mặc đồ đẹp dữ vậy? Thì tôi lên bệnh viện. Ơi, vậy sẵn đường chờ tôi đi chung với. Chờ xíu nha, anh cầm giùm em lên thay đồ cái. Lẹ đi. Chờ xíu nha. Ủa, đây có phải là Diễm My 96 siêu sao phản ánh khu phố nhà mình không ta? Cái gì vậy? Siêu sao gì vậy anh? Thì vụ rần rần bữa nay đó. Cái gì kể nghe chứ. Em có biết là trong một ngày thôi em nổi tiếng khắp khu phố mình không? Gì ghê hả? Gì đó, thấy cũng bình thường thôi mà. Bình thường cái gì? Anh đi ra ngoài siêu thị nha, người ta đồn rần rần về em đó. Kể nghe con. Đồn gì vậy? Trời ơi, thì người ta đồn em đó là chuyên gia đi phản ánh trên khu phố. Sau này người ta có chuyện gì người ta nhờ em đi phản ánh á. Trời ơi, chi không biết nữa. Bởi vậy nổi tiếng phiền phức quá. Trời, chảnh hả? Để em nghe điện thoại. Ghê không? Giờ người nổi tiếng nghe điện thoại có khác. Alo. Trời ơi, sao đây em này? Nó nói bao nhiêu lần đổi cho điện thoại đi. Tự nhiên cứ để giống em lộn hoài à. Chờ tôi một chút nha. Chờ tôi đi với. Chờ tôi đi thay đồ cái. Lẹ đi chợ ngoài nha. Ủa Quốc, tôi nói gì mà sao My nó giận vậy? Theo như kinh nghiệm chuyện bị giận của tôi là không làm gì đàn bà gái cũng giận nữa. Sắp gặp được người yêu rồi ha. Không dám đâu. Có chào tôi cũng thèm đó ha. Chạo quá à. Gì vậy? Biến thái. Chạy đi. Đây là tên biến thái đúng không? Phản ánh hả? Trời ơi, giỏi quá.
không gọi điện thoại, nhắn tin, liên lạc gì hết. Em xin lỗi anh nha. Ủa, em tưởng anh Sĩ. Trời ơi, mì hả? Dạ. Trời ơi, mình ơi rồi. Em xin lỗi anh, tại em tưởng anh Sĩ cho nên em tính vô hù anh thôi à. Trời ơi, tự nhiên em hù anh, làm anh hú hồn. Ủa, mì, em mới tới hả? Dạ, em mới tới. Hù ghê quá mà. Em xin lỗi. Mà anh Sĩ ở đâu rồi anh? Sĩ đi chưa về mà em. Ủa, anh đi đâu vậy? Gì kỳ vậy? Sĩ không nói gì với em hả? Sĩ đi từ thiện cho bệnh viện từ hôm qua rồi. Hả? Trời ơi, cái ông này kỳ thiệt. Đi mà không nói cho bạn gái gì hết trơn vậy? Vậy chắc là ảnh... Đồ xấu xa. Mi bạn anh về nha, chúng ta chào đón đi. Mi bạn anh. Cái gì vậy? Thôi, bị gì vậy? Có gì? Mi phản anh. Ủa gì vậy? Trời ơi, chắc là mấy đứa tự sinh á, thấy bộ á, đuổi tên những thái nên mới làm vậy á. Trời đất ơi, mấy đứa này cũng rảnh quá ha. Có khi nào á nhà mình chỉ có một đại biểu quốc hội ông ta. Gì vậy luôn á hả? Ừ. Thôi đường tới đó còn xa lắm bà ơi. Mi phản anh, mi phản anh, mi phản anh. Julian, điện thoại anh kìa, nó nói bao nhiêu lần đổi nhạc chuông nó không chịu, cứ lộn tới lộn lui hoài, bực bội muốn chết. Ủa, anh đổi nhạc chuông rồi đó. Không phải điện thoại của anh Rang đâu. Anh nè. Muốn gì? Nói lẹ. Anh đã qua nhà em. Chắc mất khoảng 30 phút. Anh chờ em trước nhà nha. Ủa? Thì sao? Anh chờ có liên quan tới tôi đâu. Gì vậy? Dám làm vậy với tôi hả? Đi đâu mấy ngày không liên lạc rồi bây giờ. Anh tưởng là ai mà tôi phải chờ? Ủa, ông tới đây sao vậy? Bực mình gì đâu á. Kính thưa quý vị và các bạn, Mi phản ánh sắp xuất chiêu. Kính thưa cô Ban Mai, cô có một dự đoán gì về cái vụ phản ánh sắp tới này? Theo như tôi thấy, Mi phản ánh đã thể hiện khả năng đặc biệt của mình trong những ngày qua rất tốt. Cho nên lần này tôi nghĩ rằng sẽ thắng lợi lớn. Lần này anh chết với tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong lúc chúng tôi đang phỏng vấn với chuyên môn thì cô Mi phản ánh đã vào cuộc. Xin quý vị và các bạn hãy theo dõi diễn biến và kết quả của cuộc phản ánh này trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, dũng sĩ phản ánh đang bước từng bước chân mạnh mẽ tiến tới đối phương. Với tâm trạng này thì anh bác sĩ chắc chắn sẽ bị đánh phu mọ. Em khỏe không? Khỏe con khỉ á. Anh nghĩ sao vậy? Anh làm gì anh mất liên lạc luôn vậy? Wow. Mới bắt đầu thôi mà dũng sĩ Mi phản ánh đã đưa ra những đòn liên tiếp vào kẻ địch. Có cái gì cũng phải gọi điện thoại cho em biết chứ. Anh mất tích 2 ngày anh coi thấy được á hả? Một tin nhắn thôi, một tin nhắn cũng có mất nhiều thời gian của anh lắm đúng không? Hả? Hình như dũng sĩ sắp sửa ra đòn quyết định. Vậy là trận đấu này phải kết thúc sớm rồi thưa quý vị. Gì? Ôi, đối phương đã phản đòn. Buông ra coi, anh làm gì vậy? Anh nghĩ là anh làm vậy là em sẽ siêu lòng hả? Xin lỗi anh nha, anh nằm mơ đi. Buông ra. Em nói cho anh biết, em không có còn là Mi yếu đuối như ngày xưa nữa đâu. Đối phương liên tiếp ra đòn mê hoặc bằng những nụ hôn. Coi vậy mà dũng sĩ này mê trai dữ. Thua rồi, đòn này khỏi phải đỡ. Game over. Anh xin lỗi,
Tại điện thoại đó không có sóng, chứ lưu bu nhiều chuyện quá, cho nên anh không liên lạc được với em. Mai mốt có chuyện gì á là phải nói cho em biết sớm, biết không? Anh biết rồi. Trời ơi, anh Quốc kìa. Công nhận luôn á nha, kể từ khi lên làm quản lý anh thấy phong cách của anh đỉnh đạt hơn hẳn á. Năng khiếu của anh mà. Ê Mai, ừ? Anh Sĩ á, rủ á, nguyên nhóm tụi mình đi ăn á nha, để đãi bà thắng giải cuộc thi. Thiệt hả? Ừ. Thank you. Ủa bà đang nấu gì vậy? Nấu cháo bí đỏ, đơn giản thôi, đem vô bệnh viện á mà. Trời ơi, nay Diễm My chính xấu, đảm đang dữ vậy ta. Khi yêu á, người ta thường thay đổi theo hướng tích cực ha. Lúc chia tay người ta cũng thay đổi vậy đó. Cái anh này, cái mày ăn mắm mắm muối à. Ủa, bữa nay nhà mình ăn mắm hả? Dạ không, con liệu mới về. My, ủa nghe nói là con bị bộ đá hả? Cái gì vậy? Nấu cháo cho ai vậy hả con? Nè, có bộ mới rồi phải không? Có gì đâu cô liệu. Có thì nói đại đi, giấu làm gì nữa. Có gì hết cô liệu ơi, không có phải như vậy đâu. Nè, con đi cô ơi. Con đi cô ơi. Mấy cái đứa này thiệt á. Dạo này cô thấy hả, mấy đứa hay tụ tập rồi không biết làm gì hết. Lúc nào cũng chừa cô lại đây một mình hết. Có phải gì không Julian? Dạ. Dạ chưa hả cô? Chứ còn gì nữa bộ cô không thấy sao? Cứ mỗi lần cô hỏi tới là tụi nó rủ nhau đi mất tiêu, để lại cô ở đây một mình nè. Cái đó là bị bỏ rơi cô. Con cũng bị bỏ rơi nè, mà cô cũng bị bỏ rơi. Nè, cô tính giấu cô hả? Đừng có mà mơ nha. Từ từ rồi cô sẽ tìm ra hết cho mà xem. My ơi. Hả? My, xuống bếp tôi nhờ xíu. À. Ý, lẹ lắm. Cô Liễu ơi. Cô Liễu. Cô la lớn. Bây giờ cô chạy vô trong, nhớ có gì báo động cô nghe. Cô Liễu, có thấy cái không gì? Ổn đâu. Không ổn cái gì chứ. Nè. Đừng nghe. Trời ơi, đừng có đứng sau đó đó. Nó vô là bắt gặp thì sao? Đi đi. Định trốn thiệt hả? Trời ơi, cái thằng này. Người lớn mà lì ghê. Làm gì ngoài mà lâu dữ vậy ta? Trời ơi, cái chừng của tôi. Em nghe nè, hôm nay em có nấu cháo bí đỏ cho anh á, em chuẩn bị đem qua cho anh nè. Cô Liễu ơi. Cô Liễu. Cô Liễu ơi. Cô Liễu ơi. Cô Liễu. Ờ, Julian hả con? Dạ, con nè. Ủa, nè. Nó đâu, nó đâu? Ủa trời, nãy giờ người ta thay đồ đi 2 tiếng đồng hồ rồi cô. 2 tiếng đồng hồ rồi hả? Tôi chết cô rồi. Cô ngủ quên. Ủa cô đi đình người ta mà ngủ quên luôn là sao? Thì tại chờ nó lâu quá không thấy nó về, cho nên cô mới ngủ quên. Chết cô rồi. Dạ em biết rồi. Dạ em chào chị. Ủa sao tự nhiên Nguyên đòi lên chùa vậy anh? Chắc là chán cái gì đó. Mày yên tâm, lên chùa vài bữa rồi cũng về. Thôi anh đi làm nha. Thôi đi làm sớm giờ, ngồi đây với em thêm xíu đi. Trễ giờ anh rồi. Vậy thôi tí nữa đi làm xong á là ăn cơm với em đó nha. Ok luôn. Ừ. Ủa? Tóc em dính gì hả? Đưa đây anh lấy cho. Úi. Anh đi nha. Không, bây giờ anh lấy thiệt cho nè. Phía sau nè. Đó. Chút nữa đi làm xong ăn cơm với em nha anh Sĩ.
xin lỗi anh Julian nha. Em cũng không có muốn giấu anh đâu, mà tại vì em sợ mất công tới tay mẹ của Nguyên nữa. Không sao đâu, em yên tâm. Anh hiểu mà, anh sẽ giữ bí mật chung với chị Hoa. Chị thấy em có người yêu á, anh vui lắm chứ bộ. Thiệt hả? Hay bây giờ sẵn lỡ hả, mọi người biết hết rồi, để tôi kể kỹ hơn cho nghe. Kể đi. Chuyện là bé bị nó ế. Dạ. Nè mấy đứa, nè nữa, vậy là sao? À, Julian, khoan đã. Con, cả con cũng bỏ cô đi nữa hả? Dạ, xin lỗi cô. Trước đây á, mấy đứa kia bỏ đi, còn bây giờ Julian cũng hùa theo bỏ đi nữa là sao? Em xin lỗi anh Julian nha. Em cũng không có muốn giấu anh đâu, mà tại vì em sợ mất công tới tay mẹ của Nguyên nữa. Không sao đâu, em yên tâm. Anh hiểu mà, anh sẽ giữ bí mật chung với chị Hoa. Chị thấy em có người yêu á, anh vui lắm chứ bộ. Thiệt hả? Hay bây giờ sẵn lỡ hả, mọi người biết hết rồi, để tôi kể kỹ hơn cho nghe. Kể đi. Chuyện là bé bị nó ế. Nè mấy đứa, nè nữa, vậy là sao? À, Julian, khoan đã. Con, cả con cũng bỏ cô đi nữa hả? Dạ, xin lỗi cô. Trước đây á, mấy đứa kia bỏ đi, còn bây giờ Julian cũng hùa theo bỏ đi nữa là sao? Nè, mấy đứa ơi. Dạ. Cô có một bí mật động trời muốn kể cho mấy đứa nghe nè. Trời ơi, gì vậy đi, kỳ hấp dẫn lắm. Ngồi kể nghe cô. Trời ơi, dễ sợ lắm. Thật ra chuyện này á, cô định giữ bí mật cho đến lúc chết. Nhưng tại vì quý mấy đứa quá, cho nên cô mới quyết định bật mí ra đó. Nhưng mà tuyệt đối không được kể cho Julian nó nghe đó nha. Chuyện về bí mật giữa cô cháu mình thôi đó. Điều gì cô? Được rồi, để từ từ cô kể cho nghe. Chuyện là cô với ông Tài muốn làm đám cưới, và cô đã nhận lời. Nhưng mà trong lòng của cô vẫn còn tơ tưởng đến một người đó. Mấy đứa có biết là ai không hả? Người đó mấy đứa biết đó. Đó là người đàn ông mà đứa đây trẻ củi lần trước đó. Mấy đứa có nhớ không? Julian tới kìa. Nè, thôi ha ha, bây giờ vô phòng cô kể tiếp cho nghe nha. Đi vô. Dạ, có liệu. Trời ơi, còn đoạn kết này ly kỳ hấp dẫn lắm. Thôi lần sau tụi con nghe tiếp. Trời ơi, đi. Thôi mà lần sau nghe đi cô. Không vô tháng sau cũng tăng tiền phòng đó. Cái chuyện phút sao hấp dẫn lắm hả cô Liễu? Ồ, hấp dẫn ly kỳ. Trời ơi, hấp dẫn lắm ta, hấp dẫn lắm ta. Đi thôi mọi người, đi vô nghe nè. Không có còn đâu ha, đừng có mơ.